Đâu rồi, thanh niên nào hồi nãy vừa ăn hiếp thằng em của mình đâu? Có phải là thanh niên này không? Này thì ăn hiếp thằng em của mình nè. Wow, đạp một phá một, ăn liền hai cái luôn các bạn. Rồi, thì trước khi vào video ngày hôm nay, các bạn hãy nhớ cho mình xin một đăng ký kênh và một like với nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. À, thanh niên này chính là người đã ăn hiếp thằng em của mình nè các bạn ơi. Này nha, hay quá ông Ron ơi, hay quá ông Ron ơi. Ăn hiếp thằng em của mình nè. Mấy thanh niên này có phải là chúng đồng bọn không? Cho một đạp nữa nè. Thêm thanh niên này nữa. Này nha, này nha. Hồi nãy tại sao ăn hiếp thằng em của mình? Ủa, sao mình đã không tới ta? Hồi nãy dám ăn hiếp thằng em của mình nè. Tới công chuyện với mình liền luôn nha. À, còn thanh niên này nữa, ngồi với mình nè. Mình chỉ cần đá vào ghế thôi các bạn là mấy anh trai này té xuống xỉu liền luôn ha. Sao? Anh trai có ý kiến gì? Hồi nãy dám ăn hiếp thằng em của em hả? À, bỏ chạy. Này thì chạy nè. Ui, đánh mình luôn mới ghê chứ. Rồi, ra đây nhanh lên. Này nha, ăn hiếp thằng em của mình nè. Ăn hiếp thằng em của mình nè. Tới công chuyện liền luôn. Ăn hiếp thằng em của mình hả? Ui, ui, không ổn rồi các bạn ơi. Cảnh sát hả? Ủa, mình có thấy ai gọi điện báo cảnh sát đâu. Ủa, lạ vậy. Sao cảnh sát lại biết là tụi mình đang gây gỗ đánh nhau? Thôi không ổn rồi. Lên xe ông Ron ơi. Cảnh sát đến đây tìm chúng ta rồi. Như vậy là không ổn đâu các bạn ơi. Để mình xem thử đã. Ủa, cảnh sát đâu ta? Lạ vậy. À, phía đằng kia các bạn ơi. Được rồi, bây giờ mình sẽ chở ông Ron rời khỏi đây nha. Mấy thanh niên trong quán hồi nãy vừa ăn hiếp thằng em của mình đó các bạn. Cho nên là mình dẫn ông Ron đến đó tìm lại công bằng cho thằng em của mình nha. Ok, để mình trốn vào một cái nhà kho gần ở đây, nắp mấy anh đại cảnh sát cái đã. Ồ, chỗ này có vẻ ổn rồi các bạn ơi. Ồ, có tiếng gì vậy, mọi người hãy cẩn thận, có một loài virus đang lây nhiễm. Hình như là có một nhanh. Thông báo rồi các bạn mọi ơi. Mọi người hãy về nhà đóng cửa cẩn Hả? Thận và chờ nghe thêm có thông báo. Có một loài dẫn. Virus mới đang lây nhiễm chứ mọi người à. Thôi thôi thôi, vậy là mình nghĩ ngày tận thế đã đến rồi các bạn. Vậy thì bây giờ mình sẽ rời khỏi đây ha. Mình sẽ cùng với ông Ron lên kế hoạch sinh tồn ngày tận thế nha. Nhưng mà trước tiên tụi mình cần phải trốn mấy anh đại cảnh sát cái đã. Nào, mấy anh đại cảnh sát ơi, phía trong đây không có ai đâu. Đó, 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 phải như vậy chứ. Hello, xin chào mấy anh đại cảnh sát nha. Rồi các bạn ơi, ổn rồi đó, ổn rồi đó. Ờ, muốn sinh tồn zombie thì việc đầu tiên bây giờ mình cần phải làm đó chính là mình sẽ tìm xăng lại các bạn và thức ăn nha. Rồi ông Ron, vào đây lấy xăng thôi. Ơ, chỗ này không có anh xăng à? Thôi không ổn rồi các bạn ơi. Không có anh xăng thì không ổn đâu. Được rồi, bây giờ mình sẽ ghé một cái trạm xăng lớn hơn nha. Ờ, ngay phía trước mặt mình thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ đến đó để mình tìm xăng nha. À, hình như là gần ở đó cũng có một cái tiệm tạp hóa đấy các bạn. Để mình đi vào đó, mình lướt đồ ăn luôn ha. Quanh xuống đây, quanh xuống đây. Vừa mới đầu game thôi mà đã có một thông báo phải nói khá là ghê hả các bạn. Có một loại virus mới vừa mới được phát hiện nha. Và loại virus này có thể lây nhiễm từ con người sang con người ha. Làm cho mọi người mất ý thức và tấn công lẫn nhau nha. Đây các bạn ơi, đó, được tặng 100 lít xăng luôn. Khá là ok la luôn. Nào ông Ron, lên xe thôi ông Ron. Bây giờ mình sẽ đến một cái tiệm tạp hóa gần ở đây nha các bạn. Ồ, con xe này thì mình nghĩ sinh tồn zombie thì sẽ không ổn đâu các bạn. Mình cần tìm một con xe SUV như vậy nè. Rồi bà chị ơi, bà chị cho em mượn xe nha. Em cảm ơn bà chị nhiều lắm. Đổi xe với em đi. Đấy các bạn ơi, con xe SUV như vậy thì sinh tồn mình nghĩ nó sẽ ok hơn nha. Nào, thắng lại đây. Ông Ron ơi, về nhà chuẩn bị đồ đi nha ông Ron. Rồi, còn anh trai nữa, em chào anh trai nha. Ok, để mình xem thử đây các bạn ơi. Rồi, anh trai ơi, lấy cho em mỗi thứ một ít. Nào là thịt nguội nè các bạn ơi, đồ hộp nè, bánh sandwich nè, mì nè, đủ thứ luôn. Mọi thứ mình sẽ lấy một ít nha. Phía bên đây nữa.
Rồi anh trai, thanh toán giúp em đi anh trai ơi. Ok, được rồi các bạn ơi. Mình đã thanh toán xong rồi. Ông Ron ơi, ông Ron. Về nhà, chuẩn bị set up thôi. Tụi mình sẽ lên đồ nha các bạn. Và sau đó tụi mình sẽ cùng nhau cố gắng sinh tồn trong ngày tận thế zombie nha. Rồi rồi ông Ron ơi. Đây là nhà của ông Ron này các bạn. Á, à, what? Các bạn nhìn kìa. Tại sao tận hai ông Ron lận? Ai là thật và ai là giả đây? Đây các bạn nhìn nè. Tôm hành giả, giả hành tôm à. Tặng hai ông Ron luôn. Ủa vậy ai là thật? Có hiểu thật sự luôn các bạn. Nhưng mà thôi, bây giờ mình sẽ vào nhà và mình sẽ chuẩn bị đồ nha. Được rồi các bạn, mình đã thay đồ thành công rồi. Hiện tại bây giờ thì không khí khá là độc luôn đó. Nào ông Ron. Ủa ông Ron kia đâu rồi? Sao bây giờ chỉ còn lại duy nhất một mình ông Ron này thôi? Ui, không ổn nữa các bạn ơi. Mọi người, có chuyện gì vậy mọi người? Ồ, mình đã thấy có dấu hiệu không ổn rồi các bạn. Kia rồi, bà cô kia, bà bị nhiễm virus rồi. Hả các bạn nhìn kìa, mình đã thấy có một người bị nhiễm virus cực nặng rồi các bạn nhìn kìa. Cơ thể hình như là bị loài virus đó ăn thịt hết nha. Chỉ còn lại một bộ xương thôi các bạn. Ôi, rời khỏi đi thôi các bạn. Lên xe. Nào, các bạn nhìn kìa. Bây giờ mọi thứ hỗn loạn thật sự luôn ha. Rồi anh trai ơi, cho em xin đường nha anh trai. Bây giờ mình cần phải ra đây ta. À các bạn, ở trong tiệm tạp hóa này có một cái máy vi tính nha. Bây giờ mình sẽ lên một cái máy vi tính đó để mình tìm kiếm một số địa điểm ha. Nào, bởi vì những ngày tận thế zombie như vậy, khu quân đội và mọi người sẽ tập hợp lại thành một cái khu khác hả các bạn. Và trong cái khu đó mọi người sẽ có thức ăn nè, đồ uống nè, đủ thứ để mình sinh tồn luôn nha. Đâu rồi ta? Ủa cái máy tính này, mở ra không được à? Thôi toan rồi các bạn, thôi toan rồi. Khu sinh tồn zombie, bây giờ mình biết phải tìm ở đâu đây? Hả? Cái gì vậy? Có cả cảnh sát à? Nào, zombie nè. Từ từ đã các bạn ơi. Mấy con zombie chạy quá chừng chạy luôn kìa. Ồ, tuy là những con zombie đó cơ thể chỉ còn lại xương thôi các bạn, mà tụi nó vẫn chạy được kìa. Giống như là có một loại virus gì điều khiển tụi nó ha. Rồi ta xuống nhắm. Chạy với mình nè. Rồi còn thêm mấy anh đại cảnh sát nữa. Nào mấy anh đại cảnh sát ơi, mấy anh trai cứ biết địa điểm mà mọi người đang tập hợp là đâu không vậy? Đã vậy còn bắn mình nữa chứ. Chuồn, này thì bắn mình nè. Mình hỏi thôi, không trả lời thì thôi đi, còn lấy vũ khí ra tấn công mình nữa. Bây giờ mình cần phải tìm cái tấm bản đồ đó nha các bạn. Nào, địa điểm mà mọi người tập hợp là ở đâu vậy? Để mình đi vào đây, mình xem thử các bạn ơi. Mình sẽ tìm một cái tấm bản đồ nha. Máy tính trong khu quân đội. Ồ, mở lên không được luôn hả? Hơi bị căng nè các bạn. Nào, cũng may là hồi nãy mình đã lấy đồ ăn nè các bạn, thức uống nè, đầy đủ luôn rồi ha. Ok, zombie chạy ở đây. Thay đạn thôi các bạn ơi. Wow. Chỉ có một bộ xương thôi mà tụi nó chạy khá là nhanh nha. Ui, cảnh sát các bạn ơi. Cảnh sát bị biến thành zombie luôn rồi, ở đằng kia kìa. Này nha, zombie nè. Để mình zoom lại gần con zombie này cho các bạn xem nha. Trong tụi nó khá là ghê đó các bạn. Đây các bạn nhìn nè. Wow, cơ thể của tụi nó. Đây các bạn, phần thịt không còn nữa nha. Dường như là bị thối rữa rồi các bạn. Chỉ còn lại da bọc xương thôi à. Đây các bạn nhìn nè, trông nó khá là ghê luôn. Ui, mình vừa đặt ra một khẩu súng hả? Hình như vậy đó các bạn ơi. Mình bấm phím gì đó các bạn, và mình vừa đặt một khẩu súng luôn. Tính ra hay đó các bạn ơi. Cái bản mod này nó cho mày đặt súng để bảo vệ mình luôn nha. Giống như là Toilet Defender đó các bạn. Mình có thể đặt súng và mình bảo vệ luôn ha. Nào, bây giờ chỉ còn lại hai địa điểm nữa mà mình có thể tìm được bản đồ thôi các bạn ơi. Thứ nhất là ở một cái nhà kho gần ở đây.
Đây các bạn, cái gì vậy cảnh sát hả? Ui, bây giờ mà cảnh sát đến đây tìm mình nữa, chán ghê luôn á. Đây các bạn ơi, cái nhà kho chỗ này nè. Rồi, trong nhà kho trong đây. Ui, mình thấy cái thứ gì đó các bạn ơi. Hình như là túi cứu thương thì phải. Đây. Túi cứu thương các bạn ơi. Được một cái túi cứu thương nha. Các bạn nhìn kìa, con zombie. Đó, anh trai kia. Đi thông thả ghê không các bạn? Để mình nấp ở đây nha. Nào, nấp xuống. Hy vọng là con zombie và anh trai đã không thấy mình ha. Nào. Ui, con zombie đó vừa cắn em chó luôn các bạn. Zombie ăn thịt chó hả? Zombie này ghê dữ vậy. Từ từ đã các bạn ơi. Đó, mình nghe tiếng đánh đấm tùm lum tùm lá kìa. Rồi. Nó đã thấy mình rồi các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ rời khỏi đây nha. Thời gian không còn nhiều nữa các bạn ơi. Mình nhất định phải tìm cho bằng được cái tấm bản đồ đó mới được. Nào, đi ra ngoài đây. Hay là cái chỗ hồi nãy mình đi đến đó để gây gỗ với mọi người ta. Để mình đi vào đây mình xem thử đã các bạn. Tìm tấm bản đồ khó ghê luôn á. Khu sinh tồn zombie ở đâu vậy mọi người? Ở đây mọi người có vẻ bình tĩnh như vậy. Mọi người ơi, mọi người chưa bị biến thành zombie hả? À các bạn ơi, phía trong đây còn ổn nè. Nào mọi người, tấm bản đồ. Đi tìm tấm bản đồ thôi các bạn ơi. Phía đằng đây. Mọi người có tấm bản đồ không? Ui cái gì vậy? Hình như là ở ngoài kia. Nào. Rồi khỏi đây thôi các bạn ơi. Mấy anh trai ơi, cho em xin đường nè mấy anh trai. Tấm bản đồ. Rồi luôn các bạn ơi, mình vẫn chưa tìm được tấm bản đồ nha. Hơi bị căng đó. Nào. Biết ngay mà, zombie nè. Lại đây mà cắn mọi người. Tụi nó chỉ còn lại bộ xương khô và da thôi các bạn ơi. Vậy mà tụi nó chạy vẫn khá là nhanh nha. Zombie nè. Mình bị trúng đạn rồi các bạn. Ok, nhưng mà cũng may là hồi nãy mình nhặt được một cái túi cứu thương nha. Được rồi, bây giờ mình sẽ rời khỏi đây. Giờ mình sẽ đi tìm cái trại sinh tồn zombie đó ha các bạn. Ôi, hình như có điều gì đó không ổn các bạn ơi. Mình vừa nghe có tiếng súng nổ ở phía trên đây thì phải. Nào, chậm thôi các bạn. Không biết là phía trước mặt mình có chuyện gì đang xảy ra hay là không nữa. Cứ từ từ đã các bạn ơi. Wow, mình đang tiến vào một cái khu vực màu vàng các bạn. Ở phía bên đó có một cái luồng khói các bạn. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi vào phía bên đó để mình kiểm tra nha. Cứ từ từ cái đã. Nào. Để mình zoom xuống ngắn lại gần mình quan sát các bạn ơi. Hình như là có một con xe ở đây nè các bạn. Ở dưới đó có khá là nhiều con zombie luôn các bạn ơi. Nào, đi lại gần để mình xem thử là chuyện gì đã xảy ra nha các bạn. Bởi vì hồi nãy mình nghe có tiếng súng mà. Sao bây giờ mình đi lại gần thì mình thấy chỉ có mấy con zombie thôi vậy. Không biết là có ai cần mình giúp đỡ hay là không nữa. Ui, Zombie nè. Bắn nha. Zombie lại gần thì mình cho ăn đạn súng nhắm nè. Ui cái gì mà đông dữ vậy. Đông quá các bạn ơi. Cái này phải có súng trường kìa. Không có súng trường thì toan thôi các bạn. Ui cái gì mà đông dữ vậy. Zombie thôi mà. Có cần phải đông đến như vậy không? Ui, ghê chứ vậy. Zombie đông lắm các bạn. Nào, nhặt cái thùng hàng này lên. Đây các bạn ơi, có thùng hàng đây. Rồi, zombie. Con zombie đó là làng kìa các bạn. Wow, mình tìm được 4 con vũ khí các bạn ơi. Đây. Có AK. Đây, có AK rồi. Một khẩu AK, một khẩu súng trường nha. Ok, để mình xem thử đã. Nhưng mà AK này đạn hạn chế quá các bạn ơi. Chỉ có 20 viên thôi à. Xe thì... Ui, con xe này cũng bị nổ rồi các bạn. Mình đã tìm được tấm bản đồ rồi các bạn ơi. Khu mà mọi người bây giờ đang tập hợp để sinh tồn trong ngày tận thế zombie. Để mình xem thử đã. Đây các bạn, chính xác là chỗ này nè.
Đường đi cũng khá là gần luôn á. Mình chỉ cần băng qua một đoạn đường cao tốc là mình đã đến nơi rồi ha. Cứ từ từ cái đã. Hình như là trên đoạn đường mình đi, mình sẽ đi ngang qua một cái tiệm tạp hóa luôn các bạn. À, tiện đường công tác, một công đôi việc. Wow! Chỗ này lại xuất hiện mấy anh trai Meriwether nữa hả? À, mấy anh trai Meriwether này là mấy anh trai sẽ cung cấp cho mình vũ khí, thức ăn và đồ để cho mình sinh tồn với các bạn. Nếu như mà may mắn, mình cũng có thể lụm được cả túi cứu thương nữa nha. Zombie như vậy nè các bạn, bây giờ mình quay lại chỗ đó thì đường đi phải nói khá là xa luôn á. Mà trời bây giờ thì cũng sắp tối rồi nha. Trời mà càng tối thì zombie sẽ xuất hiện càng đông ha. Cho nên là việc ưu tiên đầu tiên bây giờ mình cần phải làm đó chính là mình sẽ đến một cái trại sinh tồn nha. Nào, nhặt luôn cây xăng. Rồi rồi rồi. Nhiều khi bây giờ như vậy nè các bạn, mình sẽ trao đổi xăng với lại thức ăn được ha. Bây giờ mọi người sinh tồn zombie, thức ăn nè các bạn, xăng nè là trên hết nha. Nước uống với lại đồ ăn nữa các bạn ơi. Nào phía bên đây, lụm luôn. Xăng bây giờ nó có giá trị còn hơn cả tiền nữa các bạn. Có thể trao đổi được tất cả mọi thứ ha. Bây giờ đơn vị được tính bằng xăng với lại là thức ăn nha các bạn, chứ không phải đơn vị trao đổi được tính bằng tiền nữa. Nào con xe này, lên được không? Ui, mình thấy con xe này, nó không lên khói các bạn. Nào, ui, được nha. 10 điểm luôn các bạn. Rồi, ở phía trước mặt mình có mấy thanh niên hot lead nha. Wow, một con xe màu đỏ các bạn ơi. Những thứ gì mà hiển thị màu đỏ là những thứ đó nguy hiểm nha. Để mình xuống xem thử đã. Nào, biết ngay mà. Bắn mình nè. Mình là Trevor đó nha. Đùa với mình hả? Các bạn nhìn nè, mấy thanh niên này chưa kịp xuống xe nữa là mình chưa lên đè rồi nha. Đó các bạn, bây giờ là ngày tận thế zombie rồi. Tất cả mọi người đều tranh giành nhau thức ăn nè, thức uống nè, xăng nè các bạn. Rồi súng đạn nữa nha. Để mình xem thử đã. Đây, một khẩu M4A1 khá lõm luôn ha. Trời đã tối rồi các bạn ơi. Bây giờ mà mình đi bộ nữa thì mất thời gian lắm. Này thì zombie nè, mình sẽ tìm đường đi đến một cái trại sinh tồn gần ở đây ha. Ủa cái gì vậy? Sao mình chết bon vào phía bên kia rồi? Ôi, mình chết bon nhầm rồi các bạn. Hình như là phía trong đây nè các bạn ơi. À, phía trong đây nè các bạn, mình chết bon nhầm rồi ha. Hồi nãy là mấy anh trai Meriwether xuất hiện đó các bạn, cho nên là mình mới chích bo nhầm nha. Khu trại sinh tồn thì nó nằm ở phía trong đây nè. Nhưng mà sương mù kiểu này mình không biết mình có quan sát được hay là không nữa. Nào, cố gắng vừa chạy mình sẽ vừa nhìn xuống bản đồ minimap nha. Đây các bạn ơi, một cái trại sinh tồn đây rồi. Hello, xin chào mọi người. Đó các bạn ơi, Nightfall, Upper Chat, Zombie Are For More. Tạm dịch là buổi tối rồi, cho nên zombie là nó sẽ nhiều hơn bình thường nha. Mấy anh trai ơi, em là người đến đây để xin tá túc đó mấy anh trai. Đây các bạn ơi, khu trại để mà mình sinh tồn zombie nè. Wow, ở phía trong đây mình còn thấy mọi người vẫn còn bình thường nè các bạn. Chưa có ai bị nhiễm virus hết ha. Cũng khá là lâu rồi mình mới được nhìn thấy cảnh này các bạn ơi. Không khí ở phía trong đây phải nói khá là trong lành nha. Cho nên là mọi người không cần mặt nạ dưỡng khí luôn các bạn. Rồi em chào mọi người nha. Mọi người ơi, mọi người có thể nào cho em ôm cái được không? Em nhớ mọi người lắm luôn đó. Lâu lắm rồi các bạn, mình mới được nhìn thấy mọi người như vậy ha. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi vệ sinh cá nhân nha. Ủa, sao có zombie trong đây nữa? What? Nào lên. Cái gì vậy? Khu này là khu an toàn mà, tại sao lại có zombie? Mình đang định tìm nhà vệ sinh đây các bạn ơi. Mình đang định đi vệ sinh cá nhân nè. Một con zombie đã xuất hiện rồi, làm sao bây giờ đây? Ôi what? Anh trai kia nữa. Ủa mọi người ơi, ở trong đây là một cái nơi để mà chúng ta sinh tồn zombie mà, tại sao lại có zombie xuất hiện? Ôi what? Mọi người ơi,
có điều gì đó không ổn đâu các bạn. Không lẽ là ở trong cái trại sinh tồn này có vấn đề hay sao? Ôi, thôi, không ổn, thôi, không ổn rồi các bạn. Mọi người ở đây hình như là đã bị zombie tấn công rồi. Hèn gì hồi nãy ở ngoài kia mình không thấy mọi người rau trắng gì hết. Thôi toan rồi. Quanh ra ngoài kia, lấy lại con xe của mình và rời khỏi đây thôi. Đây các bạn nhìn nè, bây giờ mọi người chạy toán loạn tùm lum mà. Nào, có vũ khí luôn hả? Nhặt vũ khí và rời khỏi đây thôi các bạn. Rồi, như vậy là mình đành phải tìm một cái chỗ sinh tồn khác thôi các bạn ơi. Cái chỗ này hiện tại bây giờ đã bị zombie tấn công rồi ha. Cho nên là mình không thể nào mình ở trong đây được đâu. Nào mọi người. Rồi khỏi các bạn ơi. Chắc địa điểm mà mình đến tiếp theo có thể là ở khu vực với bắc bộ nha. Rồi, và mình nghĩ là mình cũng sẽ tạm dừng video của mình ở đây thôi ha. Mình đang định đến cái trại sinh tồn zombie ở đây để mình xin mọi người tá túc qua đêm. Nhưng mà có vẻ không ổn rồi các bạn ơi. Ở trong đó mọi người cũng đã bị biến thành zombie luôn nha. Cho nên là bây giờ mình sẽ đổi địa điểm. Địa điểm tiếp theo mà mình sẽ đến đó chính là ở vùng bắc bộ ha. Rồi, và mình nghĩ là mình cũng sẽ kết thúc video của mình ở đây thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.